Dùi lỗ lấy nhọt. Cao tiên sinh tuổi hơn 40, thể khách tráng kiện, làm nhân viên bảo vệ tại một công ty lớn. 3 năm trước, do vì hay bị nhức đầu nên đi bệnh viện kiểm tra, mới phát hiện trong đầu có cục bú đè dây thần kinh dẫn đến nhức đầu. Thế là bác sĩ dùi một lỗ hổng trên đầu để lấy mụn nhọt ấy ra. 2 năm sau lại phát hiện trong đầu có một mụn to, bất đắc dĩ lại phẫu thuật một lần nữa. Năm nay bác sĩ kiểm tra nói tại chỗ dùi lần trước lại mọc ra một cái mụn lớn hơn. Bác sĩ phán là lần này không thể dùi đầu nữa, vì làm như vậy sẽ nguy hiểm tánh mạng. Trong tình huống bó tay hết cách này, ông liền đến thỉnh cầu Hòa Thượng Diệu Pháp khai thị. Hòa Thượng nói: Ông ngày trước có công tác trên biển phải không? Do ông đã từng giết rất nhiều rùa, hơn nữa còn bắt rất nhiều cá sống to bự, đóng đinh trên gián, rồi mới đánh dãy, moi ruột đó. Dạ đúng, con từng đi hải quân 3 năm, trường kỳ sống trên đại dương, hàng ngày đều bắt cá ăn, biển sâu nên cá đặc biệt to, có con dài hơn cả chục mét nữa, cá bự và dãy dụ dữ quá. Con liền dùng cái cây đinh to cũng đóng vô đầu nó, dính lên trên gián, sau đó con bắt đầu đánh dãy nè, moi ruột nè. Ủa, mà sao sư phụ có thể nhìn thấy đoạn quá khứ của con tài như vậy? Bởi vì ngày xưa ông đóng đinh vào đầu cá, cho nên bây giờ ông bị bệnh cứ phải dùi đầu để chữa trị. Cá sống bị đóng đinh trên gián đau đớn dãy dụa, nó đang còn sống mà bị ông đánh dãy, mổ ruột, moi nội tạng. Cảnh ấy cực kỳ tàn nhẫn. Vậy nên báo ứng cũng sẽ đến với ông từng lần một. E rằng trên đầu ông không chỉ khoan 2-3 lỗ mà thôi. Nếu như bị chết liền thì tuyệt không đáng sợ. Nhưng đáng sợ là suốt năm phải triền miên bị thống khổ hành hạ, dày dò trên giường bệnh. Sống không bằng chết, không được thiện chung. Đời Hòa Thượng nói như sấm động, lấy người tỉnh dậy từ cơn mê. Sư phụ, ngài thần thông quảng đại, xin hãy cứu con. Sư phụ hiền hòa nói: Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Đến nay thì ông phải trả báo những tội lỗi ngày xưa. Chính người buộc là kẻ phải tháo gỡ. Chỉ cần ông thành tâm sám hối, thể dứt hẳn sát sinh, phát tâm ăn chay hẳn và niệm Phật thật nhiều, thì có thể chuộc được lỗi xưa. Cao tiên sinh ngay hôm đó lập tức bắt đầu lễ Phật, tụng kinh Địa Tạng, và tại Phật tự lập bài vị cầu siêu cho những loài ông đã giết. Mãi đến 2 năm sau, lúc ông tạ thế, ông đều luôn tụng kinh niệm Phật. Ông đã không còn bị khổ não hành hạ nữa. Chỉ đáng tiếc là ông qua đời lúc chưa đầy 50 tuổi. Niệm kinh bái Phật cố nhiên có thể giúp Cao tiên sinh không bị thống khổ dày vò tiếp tục, nhưng do nghiệp sát của ông quá nặng nên bị giảm thọ. Phật lực dù quảng đại cũng không qua nổi nghiệp lực chúng sinh. Cho nên chỉ có thành tâm sám hối, nguyện đoạn nghiệp sát, không ăn đồ mặn, tanh hôi, ngăn tuyệt nhân gieo tội mới là căn bản cầu phúc, cầu thọ. Nam Mô A Di Đà Phật. Hoan hỷ kính chào quý Phật tử cùng quý tín giả của công ty truyền thông Phật giáo Thành Đạt Media. Quý Phật tử và quý tín giả thân mến, theo nhân quả, việc sát sinh sẽ mang đến khổ đau lâu dài, không chỉ đời này mà còn trong nhiều đời sau. Đức Phật đã đưa sát sinh là giới cấm thứ nhất trong 5 giới của Phật tử tại gia. Một trong những nguyên tắc đạo đức căn bản của người Phật tử là không làm tổn hại, không sát hại chúng sinh. Các đoàn sinh gia đình Phật tử khi mới vào chùa đã thuộc lòng câu em thương người và vật. Chẳng những không giết hại, người Phật tử còn nuôi dưỡng tâm từ, luôn thực hành phóng sinh cứu vật. Vậy sát sinh sẽ đem đến cho chúng ta quả báo gì? Xin kính mời quý Phật tử và quý thính giả cùng lắng nghe câu chuyện dưới đây để tìm hiểu rõ hơn. Ếch báo mộng xin tha mạng.
Mình tên là Nguyễn Thị Ngọc Bích, pháp danh Trân Thiện Ngọc. Mình ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Dưới đây là câu chuyện có thật do mẹ mình kể lại. Mình ghi chép lại, mong rằng có thể giúp ích cho quá trình biên soạn, sách thiện của ban biên tập Nhân Quả Báo Ứng. Và cũng hy vọng có thể khuyên được dù chỉ là một số ít người từ bỏ thói quen sát sinh mà phóng sinh, hướng thiện, hành đức. Chuyện thứ nhất, ông cố mình tức là ông ngoại của mẹ mình, sau ngày giải phóng, nhà nghèo, không có gì ăn, ông cố mình hay ra ruộng bắt ếch, nhái nhảy, bù tọt, về nhốt lại để sáng hôm sau mới làm thịt. Hôm đó ông về ngủ thì mơ thấy có 39 vị thầy tu quỳ lại từ trong nhà ra sân xin tha mạng. Ông cố của mình nói tôi có quyền gì mà tha mạng cho các ông. Rồi ông cố choàng tỉnh dậy, ngỡ là chim bao bình thường, rồi ngủ tiếp. Vừa chập mắt thì lại mơ thấy y như vậy, nên ông tỉnh dậy đi ra sau nhà tìm xem nhưng không thấy ai cả. Chỉ thấy thùng ếch nhái, rồi đi ngủ, lại cũng vẫn thấy 39 vị quỳ lại xin tha mạng và nói là đang ở trong thùng. Ông cố của mình tỉnh dậy, ra sao đếm thử thì đúng là có 39 con ếch ở trong thùng. Ông lấy làm kinh ngạc, sau đó ông đã thả ếch ra hết. Từ đó về sau, không còn đi bắt, hay giết, hay ăn thịt ếch nhái nữa. Chuyện thứ hai là câu chuyện của ông bà Hai, tức là con trai và con dâu của ông cố mình kể trên. Bà Hai làm nghề bán cá, lương nên sát sinh cũng không ít. Một hôm trong thùng lương bà bán hàng ngày có một con lươn lớn bị đứt đuôi. Bà đập con lươn ấy hoài mà nó vẫn chưa chịu chết. Phải đợi một hồi lâu nó mới chết để bán cho người ta. Đêm đó bà nằm mơ thấy một người phụ nữ mời bà vào nhà uống nước. Sau đó người đó bảo là tiền thân của con lươn ấy. Bà Hai giật mình tỉnh dậy, toàn thân sợ hãi, bỏ luôn nghề sát sinh, siêng năng đi chùa để sám hối tội lỗi sát sinh. Nghiệp báo bị đài làm cá. Hai bên bờ sông Thắng Huệ của thành Quảng Nghiêm là nơi sinh sống của rất nhiều dân chài lưới. Mỗi ngày họ đều đến sông Thắng Huệ để đánh cá. Đời sống trôi qua rất đầy đủ và thư thái. Sông Thắng Huệ giáp ngay biển lớn và trong lòng biển có đủ loại cá lớn nhỏ, con số vô tận. Không sao đếm nổi số cá câu hay lưới được từ các dòng sông này. Hầu như nuôi sống được nguyên cả thành Quảng Nghiêm. Bình thường, trời vừa lờ mờ sáng, cứ 20-30 người đánh cá hợp nhau thành một đoàn, đem đứa nhỏ lên thuyền ra đánh cá. Từ khi nhờ con sông này mà sinh sống cho đến bây giờ, ngày nào họ cũng mang về những mẻ lưới phong phú, chưa lần nào trở về tay không. Gặp những ngày hội, ngày lễ lớn, cần phải cung cấp nhiều cá hơn, người dân bèn ôm lưới to, và cứ 60-70 người lập thành đoàn cùng nhau ra khơi quăng lưới. Lưới to thì đương nhiên bắt được nhiều cá hơn. Thế mà trong những ngày lễ tưng bừng ấy, số cá mang về đều bị mua sạch, không còn một con. Có một hôm, cũng nhằm lễ lớn tại Quảng Nghi Thành, người mua cá đặc biệt đông. Trời chưa sáng mà dân sớm chài bên bờ sông Thắng Huệ đã mang lưới to, lưới nhỏ ra giữa lòng sông. Lưới nhỏ tương đối dễ giăng, cho nên chẳng mấy chốc đã vớt được không biết bao nhiêu là cá, rùa, ba ba, đủ loại, đổ lên bờ chất chồng như một ngọn núi nhỏ. Đúng lúc ấy, có một con cá mao ếch khổng lồ đang ngủ trong lòng biển rộng. Lúc thủy triều dâng lên, nó bị cuốn trôi vào sông Thắng Huệ. Có lẽ mệnh số đã định sẵn, nên chỉ một cơn sóng nước dội tới là nó đã nằm gọn trong lưới. Khi giật mình tỉnh giấc, nó vùng vẫy thế nào cũng không thoát được mạng lưới trói buộc kia. Con cá này rất to, sức nó rất mạnh, phải có rất nhiều người hợp lực để kéo lưới. Thế mà đã không những không lôi được con cá lên bờ, mà còn bị con cá kéo ngược ra biển. Người trên thuyền đánh cá hô hoáng lên cầu cứu. Khi ấy có rất nhiều người đang đứng xung quanh ca hát trên bờ, đột nhiên nghe tiếng kêu cứu, họ giật mình kinh hoàng, thấy đồng bạn đang gặp cảnh nguy khốn, không suy nghĩ gì nữa, tất cả đều ùn ùn nhảy xuống nước, giúp kéo lưới một tay. Phải có sức mạnh như trâu như cọp ấy, họ mới kéo được con cá khổng lồ kia lên bãi cát. Tuy có rất nhiều người bị thương, chảy máu, mạng lưới bị rách nhiều chỗ, nhưng cũng may là không có người nào bị tổn hại đến sinh mệnh. Chưa từng có ai nghe nói đến một con cá khổng lồ như thế, kể cả những người đánh cá lớn tuổi. Nhưng kỳ quái hơn nữa là trên đầu con cá này có nhiều cái đầu nhỏ mọc lên,
những cái đầu nhỏ này lại không giống nhau. Có cái đầu giống chó, có cái đầu giống ngựa, đầu bò, đầu mèo, đầu lợn, đầu voi, quái đản lạ lùng, khiến cho những người đứng nhìn đều phải trố mắt kinh ngạc. Có một con cá lạ bị bắt, lan truyền khắp cả thành Quảng Nghiêm, khiến có vô số người hiếu kỳ chạy tới xem. Ai nấy đều thấy đó là một việc chưa từng có. Tâm từ bi của Đức Phật chỉ nghĩ đến việc lợi ích của chúng sinh, không có thời khắc nào là không hoan hoài đến nỗi khổ đau của tất cả chúng sinh nhân sinh. Lúc ấy Ngài cũng đang ngủ trong thành, quả nhiên biết là con mao ếch đang bị gặp nạn. Do trong tiền kiếp nó đã từng gieo trồng thiện căn và cũng có nhân duyên với Phật, nên Đức Phật cùng A Nan và các tỳ kheo cùng đến bên bờ sông Tán Huệ. Dân chúng từ mọi nơi kéo đến xem cá, thấy Đức Phật quang lâm bèn vội đến đón trước Ngài và dạch ra một bên đường, nhường cho Ngài đến gần con cá mao ếch. Con cá đang nằm trên bãi cát, nhưng hai con mắt ngước lên nhìn Đức Phật. Ngài ân cần đưa bàn tay vỗ vào đầu nó và hỏi: "Người có phải là Kiếp Tỷ La không?" Nghe Đức Phật hỏi thế, kỳ lạ thay, con cá mao ếch biết trả lời rằng: "Thưa dân, bạch Thế Tôn, con chính là Kiếp Tỷ La đây." Đức Phật tiếp tục hỏi: "Người biết ác nghiệp đã tạo ra trong quá khứ chăng? Ai là người xúi dục người tạo tội để kiếp này phải chịu quả báo như vậy? Con đã hiểu rằng quả báo khổ ngày hôm nay hoàn toàn do chính con tạo nên trong kiếp trước. Chỉ vì mẹ con không tốt nên đã khiến cho con tạo nghiệp." Con cá mao ếch nói một cách đau khổ. Hai giọt lệ lớn từ mắt nó lăn xuống. Những người đứng xem xung quanh thấy như thế, vừa quái lạ vừa cảm động. Sau đó họ nghe giọng từ bi của Đức Phật: "Bây giờ mẹ của ngươi đã bị đọa xuống địa ngục chịu khổ, còn ngươi thì đầu thai làm cá trong đường súc sinh. Ngươi có biết chết rồi ngươi sẽ sinh về đâu không? Thế Tôn từ bi, xin Ngài cứu con với, vì hết thân cá này rồi con sẽ bị đọa vào địa ngục." Nước mắt nhè nhoẹt, cá mao ếch nhìn Đức Phật khẩn hoảng cầu cứu. Hai con mắt to như hai hạt đậu mong chờ bàn tay cứu độ của Đức Phật. "Bây giờ ngươi sinh làm thân cá, không có cách nào để cải đổi tình thế được. Ta chỉ còn cách là thuyết phục cho ngươi nghe ba câu pháp. Ngươi hãy cố ghi nhớ cho thật kỹ thì có thể siêu thăng. Tất cả các hành đều vô thường, tất cả các pháp đều vô ngã, và niết bàn là tịch tỉnh. Đó gọi là tam pháp ẩn." Nghe lời đối thoại giữa Đức Phật và cá mao ếch như thế, mọi người đều lấy làm lạ. Làm sao mà con cá này có thể nói được tiếng người, lại còn có thể nhớ đến chuyện tiền kiếp nữa? Đức Phật là bậc đại thánh nên biết rõ tâm ý của đại chúng. Ngài giảng cho họ nghe nhân duyên quá khứ. Trong một kiếp xa xưa, thời Ca Diếp Như Lai còn tại thế, có một vị Bà La Môn tên gọi là Kiếp Tỷ La Thiệp Na. Ông này học vấn uyên bác, biện tài sư việt. Mỗi lần ông tham dự đại hội, biện luận nào cũng đều thắng tất cả mọi người, một mình chiếm ngôi thủ tọa. Mỗi lần như thế, các nước khác phái đến rất nhiều luận sư, nhưng không ai qua được mặt ông. Điều đó khiến nhà vua rất đẹp lòng và thưởng cho ông vô số châu báu. Về sau, Kiếp Tỷ La Thiệp Na lấy vợ sinh con, cũng đặt tên cho con trai là Kiếp Tỷ La. Cậu bé này sinh ra rất xinh xắn, kháo khỉnh, lớn lên nhờ cha dạy dỗ, nên cậu cũng có học vấn uyên thâm, biện tài cao cường, so với cha thì có phần tinh nhuệ hơn, thông minh hơn. Vì thế cha cậu đem 500 vị đồ đệ của mình giao cho cậu dạy dỗ, còn ông thì chu du các nơi và thân cận với các đệ tử của Phật. Cuối cùng tuổi già lâm bệnh, ông bèn quay về nhà lúc gần tạ thế. Ông gọi con đến dặn dò: "Cha đã biết rằng học vấn hiện tại của con có thể thắng tất cả mọi người, nhưng ta muốn nói với con rằng tuyệt đối không được biện luận với đệ tử của Đức Phật, vì cái học của các vị ấy là chân lý siêu việt thế gian. Nếu con biện luận với họ, chắc chắn sẽ nắm phần thất bại trong tay." Không bao lâu sau, Kiếp Tỷ La Thiệp Na qua đời. Khi có một vị luận sư chết đi thì tất cả các nước khác đều chú ý. Họ nghĩ rằng nước ấy không còn luận sư giỏi nữa nên tới tấp kéo nhau đến. Nhà vua cũng lo sợ điều ấy nên đăng bản chiêu tài, và kết quả là Kiếp Tỷ La trúng tuyển. Ngày hôm ấy,
Kiếp Tỷ La ngồi trên đài cao, quốc vương, đại thần cùng các học sĩ trong nước ai cũng đến xem, nghe. Khỏi cần phải nói, Kiếp Tỷ La biện luận thắng tất cả mọi người. Với trí thông minh và tài đức của cậu, những người khác làm sao đói lại được. Từ đó danh tiếng của Kiếp Tỷ La lẫy lừng, nhà vua đẹp dạ ban cho cậu chức luận chủ. Tuy cậu là một vị luận chủ được tất cả mọi người ngưỡng mộ, song mẹ cậu vẫn chưa thấy thế là đủ, nên một hôm bà bảo con trai rằng: "Con à, tuy con là luận chủ, nhưng con có thật sự thắng hết được tất cả mọi người trên thế gian này không? Trừ các vị đệ tử của Phật gia, con dám chắc là có thể biện luận thắng bất cứ luật sư nào." Mẹ cậu nghe thế không đồng ý, nói rằng: "Tại sao con không biện luận với mấy ông tỳ kheo? Nếu con không thắng họ thì địa vị luận chủ của con khó có thể vững chắc không?" Lúc cha hấp hối, cha có dặn con rằng là tuyệt đối không được biện luận với đệ tử của Phật, bằng không sẽ chắc chắn nắm phần thất bại. Kiếp Tỷ La nhớ rất rõ lời trăn trối của cha. Cậu rất tôn trọng điều cha dặn dò, nên chưa hề có ý muốn biện luận với các tỳ kheo. Nhưng mẹ cậu giận dỗi nói: "Đừng có nhắc tới cha con, ông ấy đã bị Phật mê hoặc nên mới nói thế. Không lẽ con cũng muốn làm nô lệ của Phật nữa sao?" Kiếp Tỷ La vốn là một đứa con rất có hiếu, không dám làm trái ý mẹ, nên mới đến chỗ cư ngụ của Như Lai, muốn thử biện luận với các tỳ kheo chút xem sao. Nhưng cậu cũng rất lo sợ, vì chẳng biết chút về Phật Pháp. Tới vườn Lộc Giả, Kiếp Tỷ La không dám liều lĩnh làm càn. Cậu nghĩ, trước hết nên thám thính, đợi thu thập chút ít hiểu biết về vật lý, sau đó hẳn biện luận với các tỳ kheo. Trên đường đi, cậu gặp một vị xuất gia, bèn hỏi rằng: "Kính thưa Đại Đức, ở đây quý vị có bao nhiêu người hết thảy? Ai là người thầy chỉ đạo của quý vị? Đạo lý mà các vị nghiên cứu đó nói về điều gì?" "Ở đây chúng tôi ước chừng có hơn 2 vạn người. Thầy của chúng tôi là bậc Đại Pháp Ca Diếp Như Lai, và chúng tôi nghiên cứu Tam Tạng Kinh là Luật Tạng, Kinh Tạng và Di Diệu Pháp." Nghe thế, Kiếp Tỷ La mừng rỡ hỏi thêm: "Mỗi tạng có 10 vạn bài tụng." Vị xuất gia nói tới đây hỏi ngược lại chàng: "Tôi thấy ông là người có học vấn, bây giờ tôi có vài câu kệ, xin ông giải thích cho tôi." Kiếp Tỷ La đồng ý. Vị xuất gia bèn đọc kể rằng: "Hà chỉ lưu đương chỉ, hà chỉ đạo ưng hành, thế gian khổ lạc sự, hà xứ đương cùng tận." Có nghĩa rằng dòng luân chuyển cái gì chặn lại thì nên ngừng, con đường đạo cái gì chậm lại nhưng vẫn phải cứ đi, những chuyện vui buồn trên thế gian chỗ nào là chỗ chấm dứt. Tuy là một vị luận chủ học vấn uyên bác, nhưng Kiếp Tỷ La không cách nào giải thích được những câu kệ trên. Cuối cùng chính vị xuất gia phải giải thích cho cậu nghe. Nghe chân lý ấy xong, như bắt được kho tàng, Kiếp Tỷ La từ biệt vị xuất gia và muốn đem chút hiểu biết mới có được đi biện luận với các vị xuất gia khác. Nhưng những hiểu biết của cậu quá nhỏ nhoi, cuối cùng làm sao thắng được các vị xuất gia cho được. Kiếp Tỷ La thẹn quá, hóa khùng, chửi rủa lung tung, dùng lời vô lý để thóa mạ các tỳ kheo, rồi còn hủy bán cả Đức Phật nữa. Vì thế nên chết rồi, cậu bị đọa làm thân cá và mang cái hình thù quái đản đó. Ám ảnh một đời người lấy đi nước mắt. Mùa thu năm đó tôi 12 tuổi. Đây là khoảng thời gian thê thảm nhất của gia đình tôi. Phụ thân tôi bệnh nặng phải phẫu thuật, mất khả năng lao động. Anh hai tôi thì rớt đại học, còn mẹ tôi thì dựng làm nông trường, khiến cho 10 mẫu lúa đang bị trổ, thất thu hết. Cũng vào thời điểm đó, tôi bị bệnh thiếu máu nghiêm trọng, thở thoi thóp cần truyền máu gấp. Trong nhà tôi lúc này nợ nần ngập đầu, mẹ tôi tìm đủ cách để xoay sở, cũng không biết kiếm đâu ra tiền để cho tôi truyền máu. Trong lúc cả nhà lo lắng vì bệnh tình nguy cấp của tôi, thì bà láng giềng họ Lý bước qua, nghiêm trang bảo với mẹ tôi: "Thiểm Từ à, mau ra phía sau nhà mà xem, heo nhà bà đẻ rồi kìa." Mẹ tôi được nhắc như sực tỉnh, vội chạy nhanh ra chuồng heo phía sau, thấy heo mẹ đang lè lưỡi liếm sạch máu dính trên mình của heo con. Mẹ tôi bật khóc, bà mừng và cảm kích vì heo mẹ sinh lứa con này xem như cứu nguy kịp lúc cho gia đình. Bà bèn trồng cây giao tiên gần chuồng heo, tỏ
tỏ ý là tri ân cảm tạ. Khi mẹ tôi giúp heo sinh con xong, thấy heo nái mệt lả đến ruồi bọt mép, nó không ngừng thở lấy hơi. Mẹ tôi biết là tuổi nó đã cao, cũng đã làm giàu cho nhà tôi gần 9 năm rồi. Lứa heo này có đến 16 trụ. Mẹ tôi thấy heo mẹ mệt, vội sai anh tôi đem sữa đậu nành đến cho nó uống. Heo mẹ cảm kích ve vẫy hai tay. Mẹ nhìn lứa heo hồng hào mập mạp bảo anh tôi: lần này tốt rồi, xem như Hằng Sơn được cứu, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Heo con phải nuôi dưỡng ít nhất là 3 tháng mới có thể bán, mà bệnh tình của con thì ngày một nặng. Ngay lúc heo con sinh ra được 10 ngày thì tôi phát bệnh nặng đến không thể xuống giường. Trong tình cảnh đó, mẹ tôi lòng nóng như lửa đốt, cứ đi tới đi lui mãi trong nhà. Cuối cùng bà thở dài rồi bảo anh tôi: Tuyền ơi, con vào trong sớm mời Vương Đồ Tể tới, mình đem heo nái bán lấy tiền trị bệnh cho Hằng Sơn. Anh tôi nghe mẹ nói buồn bã đứng chết chân, sau đó mới khuyên can: mẹ ơi, heo mẹ đang còn sống, heo con rất cần bú sữa. Bệnh em Sơn dù quan trọng nhưng heo mẹ cũng rất cần được sống mà mẹ. Nhưng cuối cùng anh tôi mắt đầy lệ, đành lủi thủi đi vào trong xóm để tìm Vương Đồ Tể. Mẹ tôi gấp rút dựng bếp, bắt một nồi lớn cạnh chuồng heo lên nhóm lửa nấu nước. Khi Vương Đồ Tể tới nơi, ông đến gần chuồng heo xăm soi quan sát rồi thở dài bảo mẹ tôi: thím Từ à, coi như tôi giúp bà làm phước. Thật ra dù có giết con heo mẹ này thì cũng chẳng có được bao nhiêu thịt đâu. Nước đã sôi sùng sục, mẹ tôi mở chuồng heo. Heo nái như đoán biết được nên mặc cho mẹ tôi cầm ca sữa gọi giữ đến mấy, nó vẫn đứng chết chân trong chuồng không chịu đi ra. Hết nhìn mẹ, nó lại nhìn anh tôi. Sau đó nó không ngừng dùng lưỡi điếm các con nó đang chơi giỡn đuổi nhau trong chuồng. Đột nhiên nó ngã lăn ra rồi cất tiếng ộp ộp, phát tín hiệu gọi bú sữa. Các con heo con vừa nghe tranh nhau chạy tới, nằm dàn ngang quanh bụng mẹ và bú chùng chục. Mẹ tôi thở dài bảo Vương Đồ Tể: thôi thì ông hãy đợi vậy, để cho con nó bú sữa lần cuối nha. Vương Đồ Tể gật đầu. Heo con bú sữa no nê liền tản ra chơi đùa, nhưng heo mẹ vẫn không ngừng cất tiếng kêu gọi con tới bú sữa. Mãi đến khi con heo cuối cùng rời vú mẹ thì lúc này heo mẹ mới ngóc dậy, từ từ đi ra ngoài. Khi heo mẹ ra khỏi chuồng, nó quay lại nhìn đàn con với vẻ bệnh rịnh, lưu luyến. Mẹ tôi bị tình cảm của heo mẹ làm cảm động. Bà quay mặt đi lau nước mắt. Còn anh tôi thì đứng chung chân tại chỗ. Vương Đồ Tể lẩm bẩm một mình: thuở giờ tôi chưa thấy con heo đái nào mà thông minh, tính khí giống như người ta đến như vậy. Heo mẹ nó muốn làm cái gì vậy? Ông Vương lắc đầu tỏ ý không hiểu. Chạy một hồi mọi người mới phát hiện ra hai hàng vú heo đã căng sữa đến xa cả xuống. Từng dòng sữa trắng đang tuôn chảy. Té ra heo mẹ chạy như vậy để kích thích tuyến sữa chảy ra. Nó muốn cho con mình được bú no đủ một lần nữa. Nhưng mặc cho heo mẹ cất tiếng gọi đám heo con ngây thơ vẫn không chút lay động. Anh tôi bị nghĩa cử của con heo mẹ làm cho rơi lệ đầm đìa. Một thanh niên 20 tuổi như anh tôi đã bật khóc to, cất tiếng cầu cứu: mẹ ơi, con van xin mẹ đừng giết con heo nái có được không? Bệnh của em Sơn, hãy để con nghĩ cách nha. Vương Đồ Tể lẳng lặng ôm đồ nghề bỏ đi. Mẹ tôi nước mắt đầm đìa gật gật đầu. Lúc này heo mẹ chẳng để chủ tổn sức gọi mình, nó bước từng bước đi ra khỏi chuồng heo. Sau đó tôi nhờ truyền máu mà được cứu, đó là do anh tôi hiến máu cho tôi. Sau này heo mẹ lại sinh cho nhà chúng tôi 7-8 lứa heo nữa. Trong lần sinh cuối cùng, heo mẹ bị sản nặng mà chết, cả nhà im lặng chảy nước mắt. Cuối cùng mẹ tôi đề nghị đem chôn nó dưới cái cây cạnh chuồng heo. Đến giờ mỗi lần anh em chúng tôi về nhà thăm song thân, luôn chiều mến nhìn cái đại thọ, cành lá xum xuê cạnh chuồng heo và bồi hồi nhớ đến con heo mẹ nghĩa tình mà trong nhà đã từng nuôi. Quả báo sát sinh và không giữ lời hứa. Từ xưa đến nay, luân hồi và nhân quả báo ứng không bỏ sót một ai.
cho dù tin hay không tin, chúng ta đều phải có trách nhiệm với những việc mà bản thân đã làm. Đó là quy luật vô hình mà con người không bao giờ nhìn thấy. Mất con do sát sinh hại mệnh. Vào thời Nam Tống, có một người đàn ông lớn tuổi tên Trương, sống ở huyện Bình Dương, tỉnh Hà Nam. Ông sống bằng nghề nuôi bắt chim và chỉ có một cậu con trai duy nhất. Một ngày kia, con trai ông bỗng chết một cách đột ngột. Nghĩ rằng mình không còn ai để nương tựa, ông Trương tuyệt vọng, than khóc thống khổ bên nấm mộ của con mình. Ngày thứ ba, sau khi chôn cất con, trong lúc đang khóc lóc thì ông Trương bỗng nghe tiếng rên rỉ vọng ra từ trong ngôi mộ. Ông bàng hoàng và thốt lên: "Con ơi, con sống lại rồi!" Sau khi hô hào mọi người đến giúp một tay để đào mộ lên, con trai ông quả thật đã sống lại. Người con báo với ông rằng sau khi chết đã có người dẫn anh ta đến cõi âm. Sau đó anh đã thống thiết cầu xin một vị quan dưới hoàng tiền, nói rằng bản thân còn cha già, muốn được trở lại nhân gian để làm tròn chữ hiếu. Sau khi hoàn thành bổn phận và lo xong ma chay, anh có chết cũng không hối tiếc. Vị quan nghe xong lời của chàng trai và nói: "Ta sẽ cho người một cơ hội quay trở lại trần gian, nhưng ngươi hãy nói với cha mình rằng ông ấy phải dừng việc săn bắt và giết hại chim muôn, sống tốt hành thiện, như vậy mới có thể chuộc lại tội nghiệp sát sinh hại mệnh, và dương thọ của ngươi cũng sẽ được kéo dài." Sau khi nghe lời kể của người con, ông Trương lập tức đốt hết đồ nghề đi săn, trong đó có ná bắn, lồng bẫy và lưới đánh chim. Sau đó ông cùng con trai lên chùa lễ Phật, thân thể chịu đau đớn vì không giữ lời. Trong chùa có một vị sư tên Lưu, tuổi chưa đầy 40 nhưng trông vô cùng uy nghiêm. Khi vừa nhìn thấy nhà sư, con trai của ông Trương liền bước đến và hỏi: "Sư cũng vừa mới được sống lại phải không?" Nhà sư đáp: "Ta đã chết khi nào đâu mà sống lại chứ." Chàng trai liền bảo: "Lúc ở cõi âm, con đã thấy ngài bị trói vào cột đồng ở góc cung điện, xích sắt quanh chân và quỷ ngục thì đánh vào hai bên sườn của sư đến chảy cả máu. Khi các viên quan cõi âm thả con ra, con đã hỏi quỷ ngục tại sao vị sư này phải chịu khốn khổ tại nơi đó. Quản ngục nói rằng sư đã hứa sẽ tụng kinh cho ân nhân của mình, nhưng đã không làm nên phải chịu quả báo tàn khốc như vậy." Nhà sư nghe xong cảm thấy vô cùng bàng hoàng. Quả thật ông có bị đau hai bên sườn dưới cánh tay của mình, đôi khi da nứt nẻ đến mức rỉ cả máu. Vết thương đã xuất hiện suốt 3 năm nay, nhưng ông lại không hề biết lý do gì. Ngay sau đó, nhà sư đã dọn dẹp căn phòng của mình, bắt đầu siêng năng tụng kinh mỗi ngày. 3 năm sau, vết thương hai bên sườn dưới cánh tay của ông liền biến mất không vết tích. Hai câu chuyện trên là minh chứng cho thấy, con người làm bất cứ việc gì thì bản thân đều phải chịu trách nhiệm. Bất cứ ai phạm phải hành động giết chóc sẽ gây ra nghiệp chướng, và nếu có nghiệp chướng thì sẽ có quả báo. Hình phạt có thể là rút ngắn tuổi thọ bản thân của người tạo nghiệp, của một người thân, hoặc là những hình thức trừng phạt khác. Cõi âm cũng đề cao lòng hiếu thảo, làm tròn bổn phận của người con đối với bậc phụ mẫu. Cậu con trai của ông Trương đã được các viên quan cõi âm bày tỏ lòng thương cảm, vì anh đã thể hiện rõ chữ hiếu của mình đối với cha già. Là một đệ tử Phật giáo, vị nhà sư tên Lưu đã hứa là tụng kinh cho người khác, nhưng lại không thực hiện lời hứa của mình, vì thế đã phải gánh lấy hình phạt. May mắn thay, ông đã biết cách sửa chữa sai lầm, và từ đó không còn phải gánh chịu đau khổ vì nó nữa. Trong lục đạo luân hồi, rất khó để chuyển sinh làm kiếp người, bởi Phật gia giảng có được thân người là chân quý nhất. Chúng ta phải biết quý tiết sinh mệnh của mình, sống tốt, hành thiện, tích đức, mọi việc rồi sẽ an bài thích đáng. Đừng vì lợi ích trước mắt mà tạo nghiệp, gây nên thống khổ cho sinh mệnh của mình. Ớn lạnh quả báo giết chó đời trước, đời này phải đền mạng. Người xưa từng nói, giết người thì phải đền mạng, thiếu nợ thì phải trả. Có người bị báo ứng ngay tại kiếp này, nhưng có người thì hoàn trả vào kiếp sau, và cũng có người phải đến mấy đời sau mới hoàn trả được. Quả thật đúng là như vậy, trong lịch sử đều có ghi chép. Vào những năm đầu niên hiệu khai nguyên, triều đại nhà Đường,
có một viên quan trưởng quản lý bộ thượng thư tên là Đường Thiệu. Vị quan này từ nhỏ đã có khả năng ghi nhớ được những việc đã trải qua trong kiếp trước. Hơn nữa, đối với từng sự tình này đều ghi nhớ hết sức rõ ràng, vô cùng chi tiết. Duy chỉ có điều ông chưa từng nói điều này cho bất kỳ ai biết, kể cả vợ và con mình, khi Đường Thiệu được thăng chức quan cấp sự trung. Đối diện nhà ông có một người mới chuyển đến. Người này làm đao phủ tên là Lý Mạc. Điều kỳ lạ là những lúc nhàn rỗi, Đường Thiệu thường chủ động mời Lý Mạc đến để trò chuyện. Có những lúc còn chuẩn bị cơm rượu, chủ động mời y đến chung vui. Lý Mạc không hiểu vì sao Đường Thiệu lại hậu đãi mình như vậy, cũng không tiện thoái thác. Vợ của Đường Thiệu cũng lấy làm lạ, liền trách ông rằng: ông vốn là người quyền cao chức trọng, lại có ít danh tiếng, theo lẽ đáng ra ông ta phải nên kết giao qua lại với những người có cùng địa vị. Ông vốn là người quyền cao chức trọng, lại danh tiếng ít nhiều, theo đáng ra ông phải nên kết giao qua lại với những người có cùng địa vị học thức mới phải. Lý Mạc với ông thân phận khác biệt, ông trái lại thân thiết với y. Tôi thấy ông làm như vậy thật không xứng đáng với thân phận của mình chút nào. Đường Thiệu nghe xong, im lặng một hồi lâu rồi nói: lời bà nói nghe cũng phải. Duyên nợ sâu xa giữa tôi và Lý Mạc quả thật vượt xa những gì mà bà có thể tưởng tượng. Sau này nếu có cơ hội, nhất định tôi sẽ nói rõ với bà. Người vợ hết cách đành phải thuận theo ý nguyện của chồng mà đối đãi tử tế với Lý Mạc. Mấy năm cứ thế trôi qua, đến một ngày Đường Thiệu bỗng dưng gọi vợ lại và nghiêm túc nói: vợ hiền của tôi, bây giờ tôi đã có thể kể rõ cho bà rồi. Tôi đối xử tốt với Lý Mạc như vậy là có nguyên nhân. Chuyện này cần phải đợi trước khi tôi chết rồi mới được phép nói ra, nhưng bây giờ tôi thấy đã đến lúc rồi. Đường Thiệu thở dài một tiếng rồi chậm rãi kể: có lẽ bà không tin, nhưng ngay từ nhỏ tôi đã có năng lực biết được những việc trong kiếp trước. Trong một kiếp, tôi là con gái của một nhà quyền quý. Sau khi lớn lên được gả cho con trai nhà họ Vương, mẹ chồng đối xử với tôi rất hà khắc. Năm 17 tuổi, trước đồng chí một ngày, mẹ chồng dặn tôi đích thân phải chuẩn bị cơm canh cho cả nhà. Sau khi nấu nướng xong, tôi bản thân mệt mỏi rã rời. Thế nhưng mẹ chồng lại bảo tôi phải may gấp cho bà một chiếc quần, bảo rằng ngày hôm sau bà cần mặc nó để đi lễ chùa. Cả đêm đó tôi ngồi may chiếc quần dưới ngọn đèn dầu, trong lòng cảm thấy lo lắng. Tới tận khuya cũng chưa dám đi ngủ. Thế nhưng khi tôi sắp làm xong thì bỗng dưng có một con chó từ đâu tông cửa vào, xông thẳng vào trong phòng tôi. Nó chạy loạn xạ, làm dầu thấp bắn lên chiếc quần mà tôi đang may. Tôi vừa sợ vừa hận, bởi vậy liền lớn tiếng quát mắng con chó kia. Con chó định chạy thoát ra ngoài cửa nhưng đã bị tôi đóng chặt cửa lại. Thấy vậy nó bèn vội chạy vào núp ở dưới gầm giường. Tôi liền thắp lại ngọn nến, cố gắng làm sạch vết bẩn trên chiếc quần, nhưng dù có làm thế nào thì cũng không thể hết sạch được. Tôi sợ mẹ chồng trách phạt, vô cùng căm hận con chó kia nên đã nhấc tấm ván lót giường lên, ra sức dùng kéo đâm thật mạnh vào con chó. Nhát thứ nhất đâm trúng cổ của nó, một bên lưỡi kéo cũng gãy mất. Tôi lại dùng cái lưỡi kéo kia liên tiếp đâm mạnh vào nó. Một lúc sau con chó ấy đã bị tôi đâm chết. Nỗi ức hận cũng nguôi ngoai phần nào. Sáng hôm sau tôi mang chiếc quần bị bẩn gặp lại mẹ chồng và kể sự tình. Mẹ chồng không cho tôi kịp nói lời nào, không ngừng lớn tiếng trách mắng tôi. Lúc đó chồng của tôi về tới nhà, sau khi hỏi rõ đầu đuôi liền lập tức lôi con chó đã bị đâm chết ở giường ra, để ngay trước mặt mẹ chồng lựa lời khuyên ngăn, mới khiến mẹ chồng tôi nguôi giận. Năm tôi được 19 tuổi thì mất vì bạo bệnh. Sau khi chết chuyển sinh thành tôi trong kiếp này, còn con chó mà tôi giết chính là Lý Mạc hiện nay. Ngày mai tôi cũng phải chết rồi, đây cũng là báo ứng mà tôi phải hoàn trả, cũng là oan oan tương báo trong kiếp này. Người giết tôi nhất định phải là Lý Mạc. Đạo trời không sai bao giờ, vậy nên bà không cần phải đau lòng, cũng không cần phải sợ. Ngày hôm sau, Đường Huyền Tông dẫn theo bá quan văn võ bàn luận về chuyện học võ ở Ly Sơn. Đường Huyền Tông nhất thời cao hứng, đích thân cầm trống lên đánh. Tuy nhiên chưa đến ba hiệp,
bộ binh thượng thư Quách Nguyên Chấn đột nhiên hạ lệnh chiếu chỉ diễn tấu đã xong, khiến vua Huyện Tông vô cùng tức giận, bèn hạ chỉ lôi Quách Nguyên Chấn xuống bên dưới cờ chém đầu. Thừa tướng Trương Thuyết vội vàng quỳ xuống van xin nói: Nguyên Chấn có công lớn bảo vệ nước nhà, nên xóa miễn cho ông ấy tội tử hình. Huyện Tông vẫn chưa cảm thấy nguôi giận, tuy đã thả Quách Nguyên Chấn nhưng lại hạ lệnh chỉ xử trảm đại lý lễ bộ thượng thư là Đường Thiệu. Đường Thiệu biết số mình đã tận, chỉ kịp thở dài một tiếng rồi bị quân lính lôi đi chém đầu. Quả nhiên Lý Mạc là người nhận lệnh cầm đao hành hình. Lý Mạc giơ đao lên chém vào cổ Đường Thiệu một nhát, nhưng không ngờ thân đao lại bị gãy làm đôi, bèn đổi sang một cái đao khác mới có thể kết thúc tính mạng của Đường Thiệu. Vợ Đường Thiệu biết tin không khỏi cảm thán: thanh đao bị gãy làm đôi giống y hệt cách Đường Thiệu dùng kéo để kích liễu con chó vào đời trước. Trong đường thư viết lại rằng Đường Huyền Tông không lâu sau hạ lệnh, liền cảm thấy hối hận vì đã giết Đường Thiệu, lại trách Lý Mạc thành hình quá mau lẹ, nên cả đời không còn tuyển dụng y nữa. Tiểu thư khỉ. Tại một thôn làng đỏ thuộc miền Nam Thái Lan, có một chàng thanh niên họ Lưu cử hành hôn lễ, tương đương là một cô gái có biệt danh Tiểu Thư Khỉ. Nguyên lai, mọi người đều cho rằng Tiểu Thư Khỉ là cô gái cực kỳ xấu xí, hay một nàng thân thể đầy lông, hình dạng giống y như khỉ, nên mới có biệt danh này. Nhưng lúc đôi tân nhân bái đường xong, cùng sánh vai nhau ra ngoài tiếp khách, thì mọi người đều sáng mắt lên, không hẹn mà đồng thốt ra một câu tần đấy lần: trời ơi, tân nương đẹp quá trời luôn hả? Ừ, trời ơi, đẹp đúng là mỹ nhân vậy đó. Đẹp trời quá, đẹp quá. Thế nhưng mọi người đối với danh hiệu Tiểu Thư Khỉ này lòng đầy hiếu kỳ, rất muốn tìm hiểu tra vấn thân thế của Tiểu Thư Khỉ ra sao. Té ra mẫu thân của Tiểu Thư Khỉ thời thiếu nữ từng là một hoa khôi nổi danh, số thanh niên phủ phục dưới chân cô nhiều vô kể. Các nhân sĩ gần đó nghe danh mến mộ, đều tìm tới mong được một lần chiêm ngưỡng dung nhan. Nhiều người tha thiết xin kết hôn, thậm chí một thanh niên phú gia ở nước Mã Lai gần bên cũng vượt biên giới tìm đến cầu thân. Nhưng gia nhân viện cớ không muốn lấy chồng ngoại quốc lìa xa cha mẹ để khéo léo từ chối. Không bao lâu, gia nhân kết hôn với người bạn trai vốn là thanh mai trúc mã ở cùng làng. Chàng thì tuấn tú đa tài, nàng thì kiều diễm mỹ lệ, thật là trời khéo tác hợp cho họ thành đôi, nam nữ chung quanh ai cũng hâm mộ. Chẳng mấy chốc, từng đường mang thai, chồng nàng càng quan tâm thương yêu gấp bội, chăm sóc lo liệu đủ điều. Ba mẹ chồng thấy điều vui mừng, ai cũng ưu ái lo cho nàng. Bình thường nàng rất dễ ăn, nhưng khi mang thai thì ngược lại, thức ngon mấy cũng không muốn nuốt. Chồng nàng phải nghĩ trăm phương ngàn kế để ái thê thèm ăn. Hôm nọ, chồng nàng vào chợ, mua được cái chân khỉ, phối hợp với các vị thuốc bắc như hoài sơn, sâm, đương quy, vân vân, nấu lửa riêu riêu, rồi bất ngờ dọn lên và đã khơi được ý muốn thèm ăn trong lòng nàng. Thấy vợ dùng rất nhiều, chồng nàng vô cùng mừng rỡ. Từ đó, mỗi khi gặp phiên chợ nhóm, chàng đều mua về một cái chân khỉ hay miếng thịt khỉ để cho vợ dùng. Hôm nọ, chồng nàng ra chợ, gặp thợ săn trói một con khỉ rao bán. Người chồng mừng quá, mua nó đem về, nghĩ nuôi tạm vài ngày rồi sẽ giết nó cho nàng ăn. Hôm đó, cô vợ đã mang thai được 7 tháng, ngồi trên ghế dựa xem chồng giết khỉ. Con khỉ đáng thương mấy ngày ròng rã, chỉ ăn toàn chuối và hoa quả. Tính ra thịt mỡ trên thân nó chưa được nửa cân, phần còn lại thì làm thuốc bổ cho thai phụ. Khỉ nhìn thấy người chồng cầm dao muốn giết mình, mắt nó tuôn lệ, chân nó quỳ xuống giống như người, hướng chủ dân cầu xin tha mạng. Nhưng người chồng quá yêu vợ này, chẳng chút động lòng, không khởi chút từ tâm, giương dao lên toan mổ tim nó. Trong giây phút bên bờ tử vong, con khỉ nhanh nhẹn đưa tay phải
chụp lấy cán dao, tay trái nắm chặt lưỡi dao, dùng toàn lực chống đỡ cái chết, nhất quyết không buông tay. Người chồng cố sức nhưng đâm không được. Ông nghĩ thu dao về rồi đâm tiếp. Chính trong khoảng ông rút dao về, do bốn ngón tay con khỉ nắm quá chặt nên đã bị đứt lìa hai phần ngón. Bốn ngón chỉ còn lại hai lóng cuối, tính từ khớp xương trở vào. Thai phụ thấy máu tuôn như suối, ác tâm tiêu tan, không ngừng kêu chồng dừng tay. Đừng, đừng giết nó, đừng giết nó nữa, mau đem con khỉ thả đi. Con khỉ nhờ không ngừng tranh đấu, từ quỷ môn quan giành lại mạng sống trở về. Nó ráng chịu đau đớn, đoạt cửa mà chạy. Trước khi ra khỏi cổng, nó còn quay đầu nhìn về hai vợ chồng, ánh mắt đầy oán hận. Rồi nó biến đi, biệt tâm biệt tích. Từ đó trở đi, cô vợ mỗi khi nghe mùi thịt thì phát nôn, chỉ ăn toàn rau, đậu hũ. Người nhà lo nàng không đủ chất bổ, lén bỏ nước thịt vào, nhưng nàng vừa nếm là nôn thốc nôn tháo. Đến kỳ lâm bồn, nàng sinh một bé gái, ngũ quan trông rất đoan chánh. Chỉ là phát hiện tay trái của bé chỉ có một ngón cái, và bốn đốt cuối của bốn ngón tay hình dạng giống y như dao bén chặt đứt vậy. Cha mẹ và người thân nhìn thấy đều thở dài, luôn miệng nói, lạ quá. Thái Lan theo Phật giáo, tin sâu nhân quả, mọi người không hẹn và đồng nói, đây là nhân quả báo ứng do người chồng chặt đứt bốn ngón tay con khỉ mà ra. Hôm nay, tân nương tiểu thư khỉ mặc áo cưới trắng, tay mang găng trắng, dịu dàng xinh đẹp, cứ như tiên nữ hạ phàm. Thế nhưng đâu ai biết trong găng tay đó không còn bốn ngón tay nhỏ dài thon, mà chỉ còn bốn đốt còn thừa lại như từng bị cắt. Đó là nguyên nhân của biệt danh tiểu thư khỉ. Nó đã thành một câu chuyện đồn vang đương thời. Tội nặng báo nhẹ. Trong Pháp Uyển Châu Lâm ghi, nghiệp tạo có nặng nhẹ, có nhẹ thì sám hối liền tiêu, nếu nghiệp nặng thì có thể chuyển quả báo nặng thành nhẹ. Mỗi Phật tử chúng ta lúc chưa học Phật đã từng tạo rất nhiều ác nghiệp, do không hiểu biết mà gieo lầm nhân ác. Cho nên học Phật, đặc biệt là khi tinh tấn trì giới tu hành, sẽ xuất hiện đủ loại nghịch cảnh. Nếu nghịch cảnh ập đến cũng không phải là xấu. Một số trong đây giúp ta giải nghiệp, tội nặng mà được báo nhẹ. Trong truyện Pháp Sư Tam Tạng chùa Đại Từ Ân có ghi, ngài Huyền Trang lúc Lâm Chung bị bệnh, thần hộ pháp an ủi ngài như thế này: sư từ vô thủy đã tạo nhiều ác nghiệp, làm tồn não hữu tình, nay nhờ có chút bệnh mà ác nghiệp được tiêu trừ, cần phải vui mừng. Hồ cư sĩ trước khi chưa biết Phật pháp, ông tạo tội sát sinh rất nặng, thế còn làm vua bếp, ông là tay đồ tể nổi danh, thủ pháp giết vật nhanh nhẹn gọn lẹ. Những thứ khó làm mà hễ qua tay ông, chỉ cần vài nhát đao là xong ngay. Hầu như mỗi ngày ông Hồ đều nhậu nhẹt, hút thuốc, uống rượu, ăn thịt. Hơn nữa, lúc đó, ông còn cho học Phật làm mê tín. Có lẽ nhờ thiền căn kiếp trước, trong một dịp tình cờ, ông gặp cư sĩ Quả Khanh, tác giả cuốn Báo Ứng Hiện Đời. Sau khi nghe Quả Khanh nhắc nhở khai thị rồi, ông liền quyết tâm từ bỏ hút thuốc, dứt hẳn rượu, thịt và bắt đầu ăn chay trường. Đúng là, nghe liền tin thọ, do ông thay đổi cực mạnh như vậy, khiến những người bạn tu học theo Phật nhiều năm phải tấm tắc ngợi khen bãi. Tháng 10 năm 2007, ông Hồ cùng một người bạn đi lễ Phổ Đà Sơn. Ngày đầu tiên hai người thành tâm nhất ý lễ Bồ Tát Quan Thế Âm. Trên đường, hễ gặp chùa thì bái Phật, tất cả đều thuận lợi. Ngày thứ hai, tối đó tại nhà khách, ông tắm xong mới từ trong bồn nước ra ngoài thì sơ ý bị trượt té, chỉ nghe ạch một tiếng, gối phải khuỵu xuống đất. Ông liền kêu người bạn chở mình tới bệnh viện. Bác sĩ chuẩn đoán xương gối phải bị gãy, dập,
nên hôm sau là ngày thứ ba, ông được chuyển đến bệnh viện Thượng Hải, bác sĩ quyết định sẽ mổ ngay. Từ lúc té đến chờ phẫu thuật, chân ông sưng to, nhưng tuyệt không thấy đau đớn. Ông thầm tin sâu, đây chắc chắn là nhờ Phật lực gia trì, khiến ông tội nặng được báo nhẹ, nên càng tinh tấn niệm Phật, không gián đoạn. Tối đó mổ xong, do phản ứng hậu phẫu, nên gối phải đau suốt đêm. Sau đó thì không hành đau nữa mà hồi phục rất nhanh. Có mấy người bệnh trẻ nằm chung phòng với ông, sau khi gãy xương phải trị liệu đủ thứ và nghỉ dưỡng tới 5-6 tháng. Lại còn thường xuyên tẩm bổ canh xương hầm vì cho rằng phải ăn mặn như vậy mới đủ dinh dưỡng. Nhưng vết thương họ cho tới giờ vẫn chưa lành. Nên họ cứ than rên trước mặt ông Hồ 60 tuổi này mãi. Qua đây đủ thấy, ăn chay, tu tập theo pháp Phật, có thể đem lại trợ giúp rất lớn cho việc hồi phục sức khỏe. Xuất viện xong, ông Hồ tu học càng thêm tinh tấn. Trong thời gian cái chân đau bắt đầu hồi phục, ông không thể quỳ trước Phật, chỉ có thể ngồi trên giường sám hối nghiệp sát sinh, và biết bao ác nghiệp, thuở ông còn làm bếp. Ông chí thành tụng kinh Địa Tạng, hồi hướng cho các chúng sinh đã bị ông giết, hy vọng chúng sớm lìa khổ được vui. Sau khi mổ được 2 tháng, ông đã phá tan quy định của y viện. Bệnh chuyển tốt đến không cần chống gậy. Ông xuống giường cử động, đi lại trong nhà. Không bao lâu, do tính nôn nóng, Hồ huynh không cam tâm ở mãi trong nhà. Ông thường ra ngoài tham gia các hoạt động phóng sinh hoặc hội họp cùng đám bạn đạo. Mới đầu chúng tôi không yên tâm, đồng khuyên ông nên cẩn trọng, hãy ở nhà nghỉ dưỡng cho thật ổn, rồi hẳn ra ngoài. Nào ngờ, lão Hồ tính cách vốn hào sảng, không những chẳng chịu nghe mà còn nói. Chẳng hề chi, chân tôi hồi phục rồi, hiện tại đi đường không bị ảnh hưởng gì hết. Vừa nói, ông vừa chìa chân ra cho chúng tôi xem. Mọi người đều bật cười. Từ lúc ông gãy xương đến nay đã 7 tháng, nhưng nơi gối phải đến giờ thì chẳng còn vết tích chấn thương chi. Ông Hồ hoàn toàn cử động tự tại thoải mái, giống như người bình thường. Vì sao các tu sĩ hay bệnh nặng? Vì sao các tu sĩ có những thành tựu cao tột lại bị nhiều hoạn nạn hoặc bị nặng trước khi ra đi? Xem trong sử, ta thấy chư vị cao tăng đều gặp nhiều tai nạn, bệnh nặng. Lục Tổ Huệ Năng khi còn tại thế đã có người muốn sát hại ngài. Sau khi ngài viên tịch, còn có người muốn chặt đầu ngài để mang về nhà thờ cúng. Còn Tổ Bồ Đề Đạt Ma khi đến Trung Hoa, ngài bị đầu độc và ám hại 6 lần. Tổ Ấn Độ thứ 24 và Tôn Giả Sư Tử thì bị chém đầu. Trước khi Đại sư Huyền Trang mất, ngài bị trật chương té ngã, sau đó bị bệnh, phải nằm lâu ngay trên giường. Ngài nói rằng, tất cả những phiền não và ác nghiệp của tôi từ vô thủy đến nay, đều nhờ đức của cơn bệnh nhẹ này mà tiêu trừ hết. Vì vậy, tôi rất mừng. Nói về sư Giới Hiền, một vị tăng tài đức nổi danh, lúc tuổi già bị bệnh nặng và bị hành hạ đau đớn đến muốn tự tử. Sau đó, ngài mơ thấy 3 vị Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, cùng khuyên bảo ngài. Nói rằng, con trước kia từng là một vị quốc vương, gây nhiều khốn khổ cho chúng sanh, cho nên nay phải chịu quả báo này. Nhờ phúc tu, nên những tội thay vì phải chịu phạt ở địa ngục được chuyển thành cơn bệnh đau này. Con ráng chịu đựng 3 năm nữa, sẽ có sư Huyền Trang đi thỉnh kinh đến đây thọ học với con. Con hãy thành tâm sám hối, kiên nhẫn chịu đựng đau khổ, và tinh tấn xiển dương kinh luận, thì nghiệp chướng của con sẽ tự nhiên được tiêu trừ. Còn Hòa Thượng Hư Vân, thọ đến 120 tuổi. Cuộc đời của ngài trải qua 10 nạn,
48 biến cố. Thậm chí, khi Ngài đã 112 tuổi, còn bị đệ tử bán đứng, bị cướp và bị quân binh Trung Quốc tra tấn rất dã man. Ngài chết đi sống lại nhiều lần sau khi bị đánh đập bằng chùy sắt đến chảy máu và xương gân đều gãy đứt. Đại sư Hám Sơn, Tử Bá, người đã để lại dục thân bất hoại, đã phải thọ nhận sự tra tấn tàn bạo và chết vì cục bú trên lưng. Hòa thượng Quảng Khâm, một vị cao tăng cũng bị bệnh và viên tịch vào năm 1986. Vị tăng sĩ tại chùa của Ngài đã từng kể rằng, Hòa thượng nói, Ngài sẽ thì hiện bị bệnh lúc mất. Có người nêu thắc mắc với Hòa thượng Quảng Khâm rằng, người đã chứng đắc rất cao trong việc tu hành, nhưng lại chết vì bệnh tật hoặc tai nạn. Vậy có phải là định nghiệp của người đó khó thể chuyển đổi? Hòa thượng Quảng Khâm đã từ tốn trả lời rằng, quý vị có thể nói định nghiệp của họ khó chuyển đổi, nhưng hãy hiểu rằng, người đó đang trả nghiệp hoặc chuyển trả báo nặng thành nhẹ. Chỉ những người có tu hành mới gặp nhiều khổ nạn, trắc trở. Đúng ra, đây chính là công đức tu hành của bản thân họ đã giúp họ trả nghiệp nhanh, giải quyết mọi tội báo trong một lần, ngay trong một đời này. Tiếng gọi đêm khuya. Năm nay tôi 28 tuổi, sau mấy năm yêu thương đồng thấm, ngày 28 tháng 5, 2011, tôi cùng người bạn trai cùng dắt tay nhau bước vào lễ đường xây dựng hôn nhân. Thời gian này phải nói là tôi đang đắm chìm trong hạnh phúc ngập tràn. Một ngày cuối tháng 8, tôi về nhà thăm mẹ. Tình cờ nghe mẹ kể, không biết là người nào, hàng đêm cứ độ 22 giờ 5 phút là ở dưới lầu réo gọi tên tôi. Tôi nghe xong đâm sợ vì thấy chuyện quá kỳ lạ nên cứ vặn hỏi mẹ. Có phải là mẹ nghe lầm hay bị ảo thính ảo giác gì không? Mẹ tôi khẳng định. Tuyệt đối không có chuyện nghe lầm. Hồi đầu mới nghe thì mẹ cho rằng vùng này có nhiều người tinh quanh và nghĩ chắc là người ta kêu trùng hợp nên mẹ không để tâm. Nhưng lâu dần thì mẹ phải để ý vì thấy chuyện này cứ tái diễn. Tính ra đã 3 tháng nay rồi. Bây giờ tôi nhớ lại, thầm phục tính gan dạ của mẹ. Vì trong suốt thời gian đó, tối nào trước 22 giờ, bà cũng lên sân thượng đứng nhìn xuống, quan sát khắp chung quanh, mong phát hiện ra ai là kẻ giở trò chơi ác. Bà đứng đợi rất lâu mà chẳng thấy chi. Nhưng khi bà vào nhà, thì âm thanh nữ nhân kia cứ đúng 22 giờ 5 phút là vang lên réo gọi tên tôi. Bất đắc dĩ, mẹ tôi phải đem chuyện này kể lại cho tôi nghe. Lúc đó, tôi vừa lo, vừa sợ, càng cho rằng có thể là do bọn thổ phỉ gian manh nào đó làm. Chứ dưới bầu trời này, làm sao lại có chuyện kỳ quái như thế được? Lòng đầy thắc mắc, lo âu, e là sẽ có việc không hay xảy đến cho mẹ. Tôi cũng muốn xác minh cho rõ thật hư, nên quyết định tối đó ngủ tại nhà mẹ. Tôi nhìn chăm chăm vào cái đồng hồ treo trên tường. Âm thanh tích tắc, đều đặn vang lên. Lòng tôi thấp thỏm không yên và bị kích động tột cùng. Để giảm bớt lo âu, tôi và mẹ vừa chờ đợi vừa trò chuyện đúng 22 giờ 5. Thì tai tôi nghe rõ ràng âm thanh ôn nhu của một nữ nhân đang réo gọi tên tôi. Toàn thân tôi bỗng nổi ốc hết, mồ hôi tuôn đầm đìa. Lúc này không hẹn mà tôi và mẹ đồng buộc miệng nói một câu. Có nghe gì không? Nghe không hả? Đúng vậy. Rốt cuộc tôi phải tin điều kỳ quái kia là có thật. Té ra trên thế gian này còn có cái gọi là quỷ kêu cửa. Tôi vô cùng thắc mắc và cảm thấy khó hiểu, tâm tư sợ hãi, kinh hoàng cực kỳ. Nhưng cái giọng réo gọi kia tôi lại có cảm giác rất quen thuộc, thân thiết. Đêm đó, tôi hoàn toàn mất ngủ. Nói đúng hơn là không dám ngủ vì quá sợ. Suốt đêm, tôi cứ ngồi trên giường, không dám chợp mắt, sợ đến cực điểm. Quá trình việc xảy ra này, tôi chưa từng nghe ai kể cả. Tôi bị cơn hoảng loạn vây khốn, khiến tâm tư mệt nhừ.
qua nửa đêm, tôi có thiếp đi chút đỉnh và mơ thấy một nữ nhân gầy ốm, tóc ngắn, ôm một đống tiền to trước ngực. Tôi định tiến lại gần, thì cô liền ném cho tôi tia nhìn đầy thù hận. Cứ thế, tôi chịu đựng đến trời sáng. Tôi thực sự rất sợ, chẳng hiểu đây rốt cuộc là việc gì. Trời sáng, tôi đi tìm thầy, nhờ xem thử. Họ không nhìn ra nguyên nhân, chỉ nói là dường như kẻ này đến đòi mạng, và dặn dò tôi buổi tối không nên để mẹ đi ra ngoài, nếu không sẽ nguy hiểm, chẳng bảo đảm an toàn. Ngoài ra, thầy bảo tôi về nhà dùng 5 loại ngũ cốc ngăn nữ quỷ này. Tôi làm y như thầy bày, nhưng không thấy công hiệu chi, vẫn còn nghe tiếng gọi. Lúc này đã gần Tết Trung Thu. Thầy nói đến Trung Thu, nếu như không nghe kêu tên nữa, thì sau này sẽ không bị gọi nữa. Nhưng âm thanh lạ đó vẫn kêu réo tên tôi mỗi đêm không ngừng, chẳng hiểu là chuyện gì. Chớp mắt, đã mùng 9 tháng 8 âm lịch, còn vài ngày nữa thì đến Tết Trung Thu. Ruột của tôi nóng như lửa, cứ sợ mẹ xảy ra chuyện không hay. Cha tôi mất sớm, chỉ có hai mẹ con hổ khỉ nương nhau mà sống. Tôi xem mẫu thân như sinh mạng của mình, không có bà, tôi làm sao mà đối mặt với tháng ngày còn lại. Sáng đó, tôi liên tục gọi điện hỏi thăm xem có thầy nào đoán chuyện giỏi chăng. Tôi rất muốn nữ quỷ này bỏ đi, hình như cô ta đối với tôi có mối hận vô cùng. Được bạn bè nhiệt tình mách bảo cho địa chỉ các nhà thầy chuyên gỡ rối, lúc này tôi rất hoang mang, thường tự vấn, không hiểu mình đã làm điều chi có lỗi. Nếu quả có, thì tôi chẳng biết phải làm sao đây. Trong lúc rối ren, tôi bỗng sực nhớ, mấy năm trước, mình từng ghé một nữ sĩ có tài giỏi đoán rất hay. Thế là tôi quyết định đến nhà cô này. Vì ghé cách đây đã lâu, nên tôi không nhớ rõ về cô ta lắm. Sau khi liên lạc qua điện thoại, cô hẹn tôi sau 11 giờ trưa hẳn đi. Thế là qua 11 giờ, tôi đúng hẹn tìm đến. Đến nơi, tôi mới rõ cô này theo đạo Phật. Trong nhà cô thông thoáng sạch sẽ, cô thờ một tôn tượng nhìn rất quen, nhưng tôi không nhận ra là vị nào. Sau khi tôi trình bày chuyện mình, vị nữ sĩ kia, xin gọi là cô Lan, đã kể ra một giai thoại thề nguyện ngàn năm giải mối nghi này cho tôi. Khi đó, câu đầu tiên tôi hỏi là: mẹ tôi có bị nguy hiểm cái gì không? Bởi tôi là người lo cho mẹ nhất. Cô Lan đáp: không hề chi. Lúc này tôi mới yên lòng, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, cô Lan định tâm một lúc rồi kể ra câu chuyện tiền kiếp của tôi, xin tóm tắt sơ lược như sau. Đời thứ nhất thuộc triều Chu, chúng tôi vốn là vợ chồng. Người gọi tên tôi hàng đêm hiện thời lúc đó mang thân nam làm tể tướng, tôi mang thân nữ là thê thiếp. Nhưng tôi lại giết chết phu nhân, tạo thành nghiệt duyên quan trái đời thứ nhất. Đời thứ hai thuộc triều Đường, người kia là chủ, tôi là tớ. Tôi lại nghe lời kẻ gian xúi dục, giết chết ông chủ. Cho tới đời hiện tại này thì y là quỷ, tìm đến đòi mạng tôi. Cô Lan còn ghi cho tôi bài thơ, hai câu cuối cùng rất có ý gẫm như: lại gặp Bồ Đề hộ cho an, giúp ta hóa giải oán cù này. Cô Lan hỏi tôi: có muốn hóa giải hay không? Tôi vội gật đầu, vâng lời cô. Trong tâm tôi không khởi tạp niệm, chỉ nghĩ một điều, nhất định sẽ thực hiện, làm tốt mọi yêu cầu. Lúc đó, cô kêu tôi quỳ trước tượng Bồ Tát. Tôi không ngăn được ra nước mắt, chẳng biết vì sao mình cứ muốn khóc. Cô ra hạn cho tôi 3 ngày, bắt tôi mỗi ngày phải niệm 3000 câu A-di-đà Phật và tụng 2 bộ kinh sám hối, còn đưa tôi một quyển kinh Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm và kinh Kim Cang. Hơn nữa, còn vì tôi tụng chú, mặc dù tôi nghe không hiểu, nhưng lúc niệm danh A-di-đà Phật thì lệ tôi rơi đập đìa, khóc nghẹn ngào. Sau đó, cô Lan bảo: yên tâm đi, tối nay hắn sẽ không đến nữa đâu. Tôi lúc đó trong lòng bán tính bán nghi, tuy có thành tâm, nhưng lần đầu gặp việc như thế này, lòng đầy thắc mắc, hoài nghi. Tôi rời nhà cô Lan quay về thì đã xế chiều. Tôi và các thân hữu vừa ăn cơm,
Vừa bàn về việc này, cô bạn đồng đi phát biểu. Ngay lúc cô bạn nói như vậy, trong lòng tôi bỗng xuất hiện câu thơ: lại gặp bồ đề hộ cho an, giúp ta hóa giải oán cù này. Tôi giải thích cho cô bạn nghe, nhưng mặt cô vẫn đầy nghi ngờ. Bất kể bạn tôi phê bình, ngăn chê thế nào, tôi vẫn giữ vững lập trường, đã hứa thì phải làm. Ăn chiều xong, tôi đến ngay chỗ của mẹ, kể hết mọi việc vừa rồi. Mẹ cũng nghi ngờ, thắc mắc đầy, cho rằng việc này ngoài sức tưởng tượng. Bà nói, mình sống hơn nửa đời người, đây là lần đầu tiên gặp việc lạ như thế này. Ai cũng không tin, ngay cả bản thân tôi cũng còn hoài nghi, nhưng tôi vẫn phải làm, vì mẹ, tôi buộc phải làm. Từ giả mẹ, tôi về với mái ấm của mình. Ông xã rất lo cho tôi, nhưng hoàn toàn chẳng tin được những việc kỳ cục như thế này. Vì vậy, anh không bàn nhiều về chuyện này. Tối đó, mình tôi ở nhà, nhắm đọc lại bài thơ cô Lan đã biên, rồi nhớ đến những câu chuyện tiền kiếp xa xôi ghi trong đó. Không kềm được lệ rơi tràn mặt, tôi buồn bã vạn phần, và thầm nghĩ rằng, sao mình có thể tạo tội lớn như thế được chứ? Được mang thân người là rất khó, rất quý, vậy mà tôi lại nhẫn tâm giết họ tới hai lần, ra tay sao mà ác quá vậy? Thế là tôi lại khóc, thầm tự hỏi vì sao y không sớm điểm hóa, cảnh tỉnh tôi. Tôi cảm thấy hết sức thống khổ, bèn mở cuốn kinh sám hối ra tụng, mà lệ rơi đầm đìa. Sau đó, tôi đến ở nhà mẹ ba ngày, trên đường đi, miệng tôi không ngừng niệm Phật. Ở chỗ mẹ, tôi lo tụng kinh sám hối, dù tâm tư căng thẳng cao độ, nhưng lúc ngồi trên giường, tôi liên tục niệm Phật, chẳng biết vì sao, lòng cứ muốn khóc. Ngó lên nhìn đồng hồ thấy đã hơn 22:30, hôm nay đúng là không còn nghe tiếng réo gọi tên tôi nữa. Quá nửa khuya, tôi ngủ thiếp đi. Trong mộng thấy cô gái kia nắm tay tôi tỏ vẻ vui mừng, hớn hở, ánh mắt nhìn như muốn nói, làm rất tốt. Tôi trải qua một đêm bình an. Buổi sáng thức dậy, tâm tư tạm ổn, nhưng vẫn còn chút lo lắng. Đến tối, thấy mẹ lăng xăng làm việc, lòng tôi cảm thấy rất hoảng loạn và buồn. Tôi chỉ muốn yên tĩnh, nên bảo mẹ hãy gần tai làm việc để cùng niệm Phật với tôi. Lúc này tôi phát hiện, gió thổi từng cơn, rất lạnh. Lạnh đến nỗi tôi nổi óc, đổ mồ hôi khắp người. Tôi hỏi, mẹ có mở cửa sổ ra không vậy? Không có. Tay tôi lạnh cống. Tôi cảm giác như khí âm đang lùa phủ ở khắp nơi. Y đã đến bên cạnh tôi. Hình như y không tín nhiệm tôi. Tôi bảo y hãy yên tâm và trân trọng hứa nhất định mình sẽ niệm Phật tốt để cầu cho y được thoát ly khổ hải. Tôi xin y hãy tin tôi. Tôi vừa niệm Phật, vừa khóc, niệm mãi cho đến khi tâm trở nên bình an vui vẻ, có thể mỉm cười. Lúc này tay tôi dần dần ấm áp trở lại. Buổi sáng thứ ba, đây là ngày cuối cùng, tôi quyết định phải ráng niệm Phật và sám hối thật nhiều. Buổi sáng tôi tụng 10 biến, chiều 2 biến, tối 2 biến. Suốt 3 ngày này tôi luôn giữ liên lạc cùng cô Lan. Khi tôi đến gặp cô Lan, cô tặng cho tôi cuốn Báo ứng hiện đời của cư sĩ Quả Khanh. Tôi đọc thấy trong đây có rất nhiều câu chuyện nhân quả tuyệt hay. Tôi nghĩ mình nên tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho những người đã từng bị mình sát hại, gây tổn thương. Thế là tối đó tôi tụng 5 biến kinh. Đêm đó tôi ngủ rất an. Có một việc tôi quên kể là vào buổi chiều ngày thứ hai đã phát sinh một việc lạ lùng. Khi đó tôi nảy ý rất thèm nghe niệm A-di-đà Phật. Liền lên mạng tìm, tôi ngồi trước máy vi tính, yên lặng lắng nghe mà lệ rơi đầy mặt vì cảm thấy mình là một kẻ tội lỗi. Thế là tôi liền quỳ xuống, thể hiện lòng ăn năn sám hối. Lúc này tôi mới chú ý và phát hiện ra trên màn hình máy vi tính đang rung động dữ. Còn tôi thì lệ rơi đầm đìa. Ngay lúc này, trong máy bỗng nhiên hiện ra một cảnh tượng. Tôi đang cầm 2 đồi trái cây gồm chuối và nho đi đến nhà cô Lan. Tôi không hiểu điều này là sao, nên không để ý lắm. Sự việc cuối cùng được giải quyết xong. Ngày thứ ba,
quả nhiên hết còn nghe tiếng nữ quỷ kêu réo, lòng đầy tri ân, nên ngày 14 âm lịch, tôi bèn đi mua nho, chuối, đem đến cảm tạ cô Lan, giống y như cảnh tôi thấy trên vi tính hôm qua. Cô Lan bảo tôi hãy đảnh lễ tượng Phật. Lúc lễ ngài, lòng tôi cực kỳ xúc động muốn khóc, có cảm giác rất lạ. Chiều 14 âm lịch, tôi và ông xã đi thăm mẹ. Chồng tôi mua thịt, vừa ăn. Bình thường tôi rất thích và có thể ăn 7-8 miếng. Nhưng hôm đó, mới ăn tới miếng thứ tư, thì tôi ăn không nổi nữa. Sau đó thì bao tử bỗng phát đau, khiến tôi nôn mửa dữ dội. Khi ấy tôi nghĩ, chết rồi, chẳng lẽ mình đã phạm lỗi gì nữa rồi? Hôm sau là Tết Trung Thu, rằm tháng 8, tôi lại mơ thấy một ác mộng kinh khủng. Trong mộng là một vực thẳm to rộng, sâu hun hút, nhìn không thấy đáy. Trong đó vang lên tiếng nữ quỷ trách mắng. Người cứ sống như thế này, thì bao giờ ta mới có thể thoát khổ? Người hãy chuẩn bị cho cái chết của mình đi. Tôi kinh hãi ngồi bật dậy. Trời chưa sáng hẳn, liếc nhìn ông xã đang ngủ say bên cạnh, tôi nhẹ nhàng chỉnh thân, niệm thầm: A-di-đà Phật, cầu xin ngài ban cho con đáp án. Giấc mộng vừa rồi đáng sợ làm sao, con đã làm gì không tốt ư? Niệm Phật được một hồi thì tôi thiếp đi. Trong mộng thấy hiện ra một câu thơ. Ngay khi thức dậy, tôi đã vội vàng ghi lại, nhưng không sao nhớ hết. Chỉ nhớ rõ bốn từ: ăn chay, niệm Phật. Sáng ra, đúng rằm Trung Thu, tôi kể cho mẹ nghe mọi việc và tuyên bố kể từ đây mình sẽ ăn chay. Cả nhà đều thắc mắc không hiểu vì sao tôi chẳng chịu ăn thịt. Mẹ vốn rất thương và ưa chăm sóc tôi, đoán rằng chắc tôi muốn giảm cân. Nhìn cảnh mọi người ăn thịt uống rượu, tôi không thèm chút nào. Cứ thế, tôi ăn chay luôn đến bây giờ mà không hề thèm mặn. Gia trạch dần bình an, tâm tư mẹ tôi cũng tốt lên. Trước đây mẹ tôi rất gan dạ, nhưng bây giờ mỗi khi lên sân thượng, lòng đã có chút sợ. Khi bà ở cơ quan, lúc rảnh cũng tranh thủ niệm Phật. Bà nói bây giờ tâm tư của bà đã tốt hơn nhiều. Chồng tôi dù không tin, nhưng đối với việc ăn chay niệm Phật của tôi cũng không phản đối. Anh chỉ cần tôi bình an không sao là được. Từ khi tiếp xúc với Phật Pháp đến đây, thời gian đã hơn một tháng. Trước đây, nhân vì tôi bị quan gia đòi nợ mà tinh tấn tu. Gần đây, nhờ nghe giảng Phật Pháp thường, lòng xúc động, lệ luôn không kìm được. Tôi là một người tuổi trẻ, sớm thành đạt, nắm đủ danh vọng, tiền của trong tay. Sau khi trải qua việc này rồi, tôi hiểu được những liên quan giữa con người với nhau, cùng thấy mạng sống thâm tình là rất quý. Quan trọng nhất là tôi đã thực sự ngộ ra và cảm nhận được Phật Pháp có uy lực rất lớn, không hề nghĩ lường. Việc này khiến tôi xúc động thấm thía. Tôi tin sâu nhân quả báo ứng, sự tình xảy ra đã giáo dục tôi và giúp tôi hiểu được ý nghĩa của đời sống, cũng như đã biết khoan dung với lỗi người, nghiêm khắc với mình. Sống phải hiếu kính cha mẹ, phàm làm gì phải có ích cho mình và người. Đối với việc học Phật, tôi luôn để tâm khắc phục, điều chỉnh từng tật nhỏ của bản thân. Tất nhiên quá trình tu sửa này đòi hỏi sự thực hành liên tục, bền chí suốt thời gian dài, bởi bất kể bạn làm gì, trong tâm phải luôn có Phật. Thu Oanh. Lời người dịch. Trong kinh Địa Tạng phẩm thứ 6 có ghi, Phật dạy: Này Phổ Quảng, nếu đời vị lai, nếu có những chúng sanh nào hay nằm mộng thấy các quỷ thần cùng những hiện tượng hải hùng hoặc hình bóng khác, họ buồn bã khóc lóc, rầu rĩ than thở vân vân, đó đều là cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, quyến thuộc từ một đời, mười đời, trăm đời hay ngàn đời trong quá khứ, hiện đang bị đọa lạc trong ác đạo, chưa được ra khỏi, không trông mong vào phước lực nơi nào để cứu vớt, nên mới mách bảo với kẻ có tình cốt nhục hoặc người liên quan đến họ trong đời trước, mong tạo cách cứu họ thoát khỏi ác đạo. Vì vậy, ông nên dùng thần lực khiến các người gặp quái cảnh kia đối trước tượng của chư Phật Bồ Tát, chí tâm tụng kinh này, hoặc thỉnh người khác đọc đủ số 3 biến hoặc 7 biến. Như vậy, kẻ quyến thuộc của họ
dù đang bị ở trong ác đạo, khi nghe tiếng tụng kinh đủ số mấy biến đó xong, sẽ được giải thoát, không còn hiện về trong mộng nữa. Mới đầu tôi có hoài nghi về hiện tượng gọi ban đêm này, vì mãi băn khoăn nên tôi chưa thể dịch xong chuyện, thì chợt nghe tin một người thân của tôi bị tai nạn đột tử. Chị lìa đời khi tuổi còn rất trẻ và bỏ lại đứa con còn thơ bé. Sau khi an táng chị xong, đêm nào cả nhà cũng nghe tiếng chị gọi tên con thảm thiết. Bạn tôi là tu sĩ, tất nhiên khi tường thuật không hề nói dối. Vì vậy mà tôi tự tin và an lòng ráng dịch cho xong câu chuyện này để chia sẻ cùng bạn đọc. Còn dưới đây là câu chuyện tự thuật của một thông linh. Ngài tuyên hóa thường nói: một thông tất cả thông, đạt đạo tức thông linh. Từ thông linh trong đây không hề đề cập đến những người thần kinh yếu, bị phần âm theo gá dựa, hoặc kẻ có sức tự chủ yếu, thường xuyên thấy ma quỷ, mà người bình thường dương khí mạnh không hề thấy. Người thông linh trong đây muốn nói là vì có công phu đặc biệt, luôn dùng khả năng mình giúp thế dân hướng về con đường tu sửa bản thân hoàn mỹ, chân chính. Thức ngon đặc chế. Trong một vùng nông thôn thuộc miền đông bộ Thái Lan, có một nông phu tên là A Bang. Bà vợ sinh được 3 con, 2 nam, 1 nữ. Thằng đầu tên Ô, 9 tuổi. Thằng kế tên Hồng, 7 tuổi. Và út gái tên Bạch, 5 tuổi. Hôm nọ, vợ chồng A Bang đến dự lễ nơi nhà một người bà con, bỏ 3 đứa nhỏ ở nhà. Nơi chúng trụ là căn phòng bằng gỗ, xây theo kiểu Thái. Căn phòng có chất một đống rơm khô, ngoài ra còn có một cái máng xói hình chữ thập để hứng nước mưa và một hàng lu dùng đựng nước uống. Nhà ở các hộ nông dân nơi đây xây cách nhau rất xa, phân bổ rải rác trong điền viên. Hôm đó, căn phòng gỗ đột nhiên bốc cháy, láng giềng ở xa chỉ nhìn thấy khói đen bốc cao, lửa vây kín nhà. Cả tòa nhà gỗ chẳng mấy chốc bị thiêu rụi. 3 đứa trẻ trong nhà do cổng khóa kín, không thể chạy đi đâu. Nghĩ rằng nước trị lửa, thằng Ô nó lần lượt bồng 2 đứa em đem bỏ vào cái lu to đầy nước và đậy nắp lại. Sau đó nó cũng nhảy vào một cái lu khác để tránh lửa. Lúc láng giềng và nhân viên cứu lửa chạy đến, thì cả tòa nhà gỗ và 4 đống rơm cũng cháy rụi, còn thiêu chết 1 con bò bị cột. Nhưng không thấy dấu vết trẻ con đâu. Mọi người đều cho rằng chúng đã chạy thoát cả rồi. Khi vợ chồng A Bang về, họ cũng hoảng loạn tìm con. Đến tối mò cũng không tìm ra được. Sáng hôm sau, một người bà con tên là Luân Bao cũng tới phụ tìm các trẻ. Giống như có biết trước, ông vội chạy đến lu nước, dỡ nắp ra thì kinh ngạc hét to. Vợ chồng A Bang nghe tiếng kêu, vội vàng chạy đến xem thì thấy thi thể của thằng Ô, đứa con trai đầu. Luân Bao lại mở tiếp cái lu kia thì lần lượt phát hiện ra xác của Hồng và Bạch. Lúc này, 2 vợ chồng quá đau lòng, ngã xuống ngất xỉu. Báo chí và đài truyền hình đều đăng tin thương tâm này. Lúc đó, ký giả đài truyền hình phỏng vấn hỏi Luân Bao vì sao biết 3 đứa trẻ chết ở trong lu. Luân Bao đáp: đêm hôm lửa phát cháy, ông đang ngủ ở nhà, bỗng mơ thấy cảnh mọi người chạy đi tìm các cháu. Bỗng dưng thấy một lão già chưa từng quen biết, râu trắng dài tới ngực. Ông nói: bầy cá ở trong lu nước. Tỉnh dậy, ông thấy rất kỳ, bèn vội vàng chạy sang nhà A Bang, nhào tới dỡ lu xem tử. Không ngờ thi thể các bé ở trong đó. Nghe đến đây, A Bang hét to một tiếng rồi ngất xỉu trên đất. Khi được cấp cứu tỉnh lại, đôi mắt của ông vô hồn nhìn gây dại về xác 3 đứa con và lẩm bẩm nói: báo ứng mà. Mọi người đều nghĩ ông thương tâm quá độ, thần trí mê muội, không dám hỏi gì. Theo tập tục ở nông thôn, hễ nhà nào có chuyện là mọi người đồng tâm hiệp lực phụ chôn cất con A Bang. Vợ chồng A Bang
Nội trong một ngày mất hết ba đứa con cưng, đành náo tạm một nơi khác. Tài sản tích chứa đều bị làm mồi cho ngọn lửa. Hai vợ chồng gặp phải gia biến thảm sầu. Họ thấm thía Lý Vô Thường buồn vui ly hợp ở dân gian, nên không chút do dự đồng xin xuất gia. Ai cũng hiểu và cảm thông cho họ. Nhưng mọi người đều thắc mắc khi nghe A Bang luôn miệng nói rằng báo ứng, báo ứng. Ông vốn là một nông dân trung hậu cần lao, nhưng đã làm gì để bị trách tội nặng đến như thế? Thật khiến cho người ta khó hiểu. Chỉ có A Vu, em vợ A Bang, là biết rõ. A Vu nói: Anh Bang sống luôn biết giữ hòa khí, nhiệt tâm giúp người. Anh chỉ có tính rất ưa ăn ngon và tự mình sáng chế món rau dồn cá. Chính A Vu nhiều lần phản đối kịch liệt món này. Thái Lan là xứ gạo cá, và mùa xuân mỗi lần gặp mưa giông là thời kỳ cá đẻ trứng. Mười mấy ngày sau, các con lớn bằng đầu đũa. A Bang ưa dùng vải mùng may thành vợt, lùng bắt đám cá này. Ít thì có mười mấy con, nhiều thì hơn trăm mạng. Sau đó anh bỏ các con vào trong thùng nước. Lúc cần đấu thì chọn các cọng rau to lòng, cắt bỏ các đốt máu đi thành một ống trống suông. Sau đó đổ nước lạnh vào trong nồi, thả rau và các con vào, chụm lửa nhỏ riu riu. Do nước lạnh từ từ chuyển nhẹ nhẹ qua nóng, nên mới đầu đám cá còn hồn nhiên bơi tung tăng. Nước ấm dần đến tăng độ, cá nhỏ gặp lòng rau rỗng liền chui vào trong đó trốn nóng. Tận mắt chứng kiến cảnh lũ cá bị giết tàn nhẫn, chết thảm thương, nhưng vợ chồng A Bang chẳng mảy may động lòng trắc ẩn. Ngược lại còn tự hào đắc ý vì mình biết sáng tạo ra món ăn cực kỳ đặc biệt và ngon. Mỗi một khúc rau trống đều có một đám cá chui vào, đem ra trộn với gia vị thì ăn ngon cực kỳ, không gì sánh. Có lần A Bang làm ruộng, anh dùng lưới vớt hết bầy cá con. Đột nhiên có hai con cá lớn là cha mẹ của chúng nhảy lên bờ. Có thể là do nhìn thấy bầy con bị bắt đem đi, chúng bị thống khổ đến cực điểm mà nhảy lên tự sát để kháng nghị. A Bang lúc này nhân tính mê bụi, cho rằng khi không có được của bất ngờ, liền bắt luôn hai con cá đó đem về nhà nấu ăn. Con người quen tạo sát nghiệp ác độc là do lương tâm bị vùi lấp mê bụi. Chỉ khi nhìn thấy cha mẹ, vợ chồng, anh em, con cái mình chết mới kêu gào khóc lóc, hô thiên gọi địa đau đớn thảm sầu. Chẳng hề nghĩ đến loài vật cũng có nghĩa tình cha mẹ, anh em, phu thê, con cái. Cổ Thi nói: Trăm ngàn năm nay trong chén canh, oán sâu như biển, hận khó bình. Như này báo ứng nhân quả xoay chuyển, đến khiến cho A Bang gánh phải niềm đau chôn con, nếm mùi khổ tự thân chứng kiến một bầy con bị chết cả. Sao không khiến cho anh ta thối tâm nản chí chứ? Một thi nhân thời cổ đại đã làm thơ ngăn sát như thế này: Ai bảo chúng sinh mệnh nhỏ nhoi, chỉ là xương thịt với da thôi, xin anh chớ bắt săn giết chúng, tình cảm chúng đâu có khác người. Nhân loại hàng ngày đều tự làm tăng thêm nghiệp sát quan trái. Khi chúng ta bệnh nằm tại y viện hay trên bàn mổ, ngay khi đó chúng ta có thể thầm tự vấn. Có tự hỏi rằng, cả đời mình đã từng ăn bao nhiêu con gà, bao nhiêu con vịt, bao nhiêu heo, bao nhiêu bò, bao nhiêu loài đã tán mạng vào bụng chúng ta chưa? Và hôm nay chính là ngày báo ứng đến. Người vào thăm bệnh cũng cần nên phản tỉnh như vậy. Nếu như nhân loại có thể tự vấn mình đến cùng, thì sẽ phát sinh tâm từ, tâm sám hối, và nghiệp sát tự nhiên sẽ giảm. Cũng như những chứng bệnh oan nghiệt kỳ lạ sẽ dần tiêu tan.